Thiền Uyển Tập Anh, Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thí Nga dịch và chú giải. Thiền phái Vô Ngôn Thông thế hệ thứ 12, Thiền sư Thường Chiếu, năm sinh không rõ, năm mất 1203, chùa Lục Tổ Hương Dịch Bảng, Phủ Thiên Đức, thiền sư họ Phạm, người Hương Phù Ninh, từng làm quan đến chức lệnh đô tào cung Quảng Từ triều Lý Cao Tông. Sau tử quan xuất gia học đạo với Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả, được Quảng Nghiêm đích thân chuyển thụ pháp chỉ. Sư theo hầu Quảng Nghiêm mấy năm rồi trụ trì thuyết pháp tại chùa cổ ở phường Ông Mạc. Sau mới về chùa Lục Tổ. Môn đồ đến theo học ngày càng đông. Có vị tăng hỏi: khi ta và vật nương tựa nhau thì thế nào? Sư đáp: vật ngã lưỡng vong, tâm tính vô thường, dị sinh dị biệt, sát na bất định, thủy thị phan duyên, sinh vi vật sinh, diệt vi vật diệt, bỉ pháp sở đắc, thường vô sinh diệt. Dịch: ta vật quên hết, tâm tính chẳng hằng thường, dễ sinh dễ diệt, chớp mắt chẳng dừng, ai nương tựa ai, sinh là vật sinh, diệt là vật diệt, pháp kia sở đắc, hằng thường không sinh diệt. Tăng nói: đệ tử chưa hiểu, xin thầy chỉ giáo lại cho. Sư đáp: hiểu tâm mà tu đạo thì dùng sức ít mà dễ thành, không hiểu tâm mà tu đạo thì phí công vô ích. Hỏi: thế nào là pháp thân tràn ngập mọi nơi? Sư đáp: như một lỗ chân lông mà trùm khắp pháp giới, hết thảy các lỗ chân lông cũng đều như thế. Nên biết rằng nếu tâm trống không thì không một kẽ hở nào không phải là Phật thân. Vì sao? Vì pháp thân ứng hóa thành bậc đẳng chánh giác, không nơi nào không thể đến. Cho nên ứng hóa thành trí tuệ ấy, Như Lai dùng sức mạnh của tâm tự tại, không động không chuyển mà chuyển pháp luân. Biết tất cả mọi pháp là hằng thường, không động chuyển, cho nên dùng ba thứ pháp. Nói dứt bỏ là để thích ứng với sự không dứt bỏ mà chuyển pháp luân. Biết hết thảy các pháp đều chấp một bên, cho nên nói lìa dục chứ không trừ dục, cũng là để chuyển pháp luân. Đi vào chỗ hư không của hết thảy các pháp, cho nên không ngôn thuyết mà chuyển pháp luân. Biết hết thảy các pháp đều không thể ngôn thuyết, cho nên lấy cứu cánh tịch diệt mà chuyển pháp luân. Biết hết thảy các pháp đều có tính niết bàn, cho nên nói tính không tướng, tính không tận, tính không sinh không diệt, tính là không, tính là ngã, tính không phải ta nhưng không phi ngã, tính không phải chúng sinh nhưng không phi chúng sinh, tính không là Bồ Tát, tính không pháp giới, tính không là hư không, nhưng cũng không phải là tính của bậc thành đẳng chánh giác. Nói xong, sư đọc bài kệ: tại thế vi nhân thân, tâm vi Như Lai tạng, chiếu diệu thảo vô phương, tầm chi cánh tuyệt khoáng. Dịch: ở thế là nhân thân, tâm là Như Lai tạng, chiếu rọi khắp muôn phương, nếu tìm không thấy bóng. Ngày 24 tháng 9 năm Thiên Gia Bảo Hiệu thứ 2, 1203, sư nói đau tim, gọi tăng chúng đến đọc kệ rằng: đạo bản vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật hoa, đại thiên xa giới ngoại, hà xứ bất vi gia. Dịch: đạo vốn không màu sắc, tươi mới chẳng phôi pha, ngoài đại thiên xa giới, đâu đâu cũng là nhà. Nói xong sư ngồi kết già mà tịch, đệ tử là nhóm thần nghi làm lễ hỏa táng, thu xá lị xây tháp phụng thờ. Sư từng làm sách Nam Tông Tự Pháp Đồ, một quyển lưu hành ở đời. Thank you.